Đây là đường số đó, nó có đường mòn đây này, đường đây này, kiểu gì phải có chứ, phải làm con đường pháp mà để nó lại không làm nó mới là chuyện này. Thì đường đấy à? Pháp ngày xưa rồi, bây giờ này mình của mình đây là cái làng này, làng pháp từ ngày xưa hay là bây giờ mình xây? Mình cũng tồn tạo lại chứ, nó chỉ có một ít về di tích thôi. Đây là những cái biệt thự này là pháp ngày xưa hết rồi, sửa sang lại nhiều lắm. Cái năm ta đi 2016 còn tèo lèo mà bây giờ vẫn đang đi này. Đây đang sửa tôn tạo lại, nối lại thêm này. Cái nát nó kinh nhỉ? Đây nó đường, đây nó chuẩn bị là xây dựng, đây là chuẩn bị xây dựng. Đây đường mới, đây là đường mới làm cái đường này. Thằng Pháp có gì mà kinh, thằng Pháp thằng Mỹ cần chạy te kè. Sao mà Việt Nam được, Covid thì chết hàng đống người mà cứ khen. Ủa thủ vẫn là Việt Nam làm sao? Khen về cái kiến thiết của cái xây dựng. Người ta không khen về cái đánh nhau. Thật. Thằng Việt mình kinh nhưng mà thằng Pháp thằng Mỹ không, nó thiết kế đẹp, Việt mình dẻo dai. Này như hôm qua lúc đi chỗ thiền thúng đấy nhỉ? Đúng rồi. Đấy mới là đẹp. Không phải, mình đang nói đấy là ý nghĩa Việt Nam của mình. Đấy, chỉ có Việt Nam mình mới có chiến thắng thằng Mỹ từ những cái rừng mà rừng dừa nước đấy, đấy toàn cái rừng thúng hùng đấy, toàn rừng dừa đấy, rồi rừng dừa mới du kích mình mới ẩn nấp vào đấy, ẩn nấp vào đấy. Cái chỗ mà mình bắt đầu vào là cái chỗ đúng coi như nào có. Có gần xuống hay là một cái hố, có những cái đợt mà du kích mình các cái chiến sĩ phải ẩn nấp nằm coi như là bao nhiêu ngày ở dưới nước chứ, phải đòi lên chứ. Thế ai dám ở trên này không? Toán công trường chụp ảnh. Và tưởng là ở trên này là dễ lắm đó. Ở trên này thì sống thọ, thọ thêm 20 năm nữa, đáng nhẽ phải sống 90, đây là sống các cảm giác mạnh như này. Mà những cái cáp treo này là mới làm hết thì trông như là vàng đấy. Rồi có những cái điểm người ta sẽ biểu diễn cái đi xong, và có rất nhiều những người ta làm quần áo ấy, người ta biểu diễn và người ta nhảy cũng làm pháp. Làm pháp thì ở đâu? Nhà mình có thể di chuyển theo hướng này để lên khu làm pháp này không? Đi hết con đường này nhé, đi hết con đường này nhá, mình sẽ đến với trung tâm của làm pháp, đó là quảng trường Udon. Còn nhà hàng trước của chúng ta này, nhà hàng trước bọn nhà mình đây luôn, Arapang nhà mình thấy không? Nhà hàng qua tầng nhà mình có thể vào trong đó, là đường một trong những cái tầng này để ăn trưa. Lưu ý cho mình một điều nữa, biểu diễn văn nghệ với hơn 50-60 người châu Âu biểu diễn ở đâu? Biểu diễn là quảng trường Noel Plaza đây, bên cạnh vườn này. Nhá, 2 giờ cho đến 2:30 biểu diễn ở quảng trường Noel Plaza này, ok chưa? Thời gian tập trung này, chúng ta có tổng cộng 3:30 đồng hồ trên này, đi chơi thoải mái luôn. Tập trung ở đâu? Trước nhà hàng Arapa, lúc 3 giờ đúng nhà mình nhá, nhớ chưa? 3 giờ đúng nhá. Ok, và bây giờ nhà mình nên đi ăn đi nhá, bởi vì này, này, này. Ngồi đi. Thank you.
ba cái ít lên cho chạy đây có ba anh chụp chứ không phải đấy chứ Thank you.